Lý Hùng, Trịnh Kim Chi quyên góp hàng trăm triệu để giúp đỡ nghệ sĩ thương tính. Khi nghe tin nghệ sĩ thương tính bị độc quỵ và gặp nhiều khó khăn, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, Trịnh Kim Chi, Hạnh Thúy, tài tử Lý Hùng đã quyên góp hàng trăm triệu để giúp ông trang trải viện phí cuộc sống. Thông tin nghệ sĩ thương tính nhập viện do độc quỵ đã khiến cho không ít người xót xa, trong đó hàng loạt nghệ sĩ Việt đã đến thăm kêu gọi giúp đỡ nam nghệ sĩ để có tiền trang trải viện phí lo cho cuộc sống. Hiện tại dù ông đã tỉnh táo qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn khá yếu và phải nằm viện để theo dõi. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đã lập quỹ để kêu gọi hỗ trợ nghệ sĩ thương tính. Cô tiết lộ lý do mình giúp đỡ ông vì nghệ sĩ thương tính và tôi quen biết đã lâu. Hơn một năm qua, ông không có phim đóng nên gia cảnh khó khăn. Chính vì thế, nữ nghệ sĩ đã đứng ra kêu gọi và được hàng loạt sau việc chung tay ủng hộ, trong đó các nghệ sĩ như đạo diễn Đức Thịnh, diễn viên Trương Nam Thành, nhà thiết kế Võ Việt Trung. Hiện tại, số tiền mà nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi quyên góp đã lên đến 76,5 triệu đồng. Chị cho biết ngày 27 tháng 2 chị sẽ mang tiền để trao cho gia đình nghệ sĩ thương tính lo viện phí ăn uống cho ông. Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cho biết cô đã vào thăm nghệ sĩ thương tính và sau khi bác sĩ kê thuốc gần 10 triệu đồng, cô đã giúp đàn anh tạm ứng. Hạnh Thúy nói thêm hiện tại gia đình của thương tính khá khó khăn, việc tốn vài ba triệu một ngày để lo cho ông là điều không thể, chính vì thế nữ nghệ sĩ đã kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ thương tính. Cùng chung tay với các nghệ sĩ thì tài tử Lý Hùng và em gái cũng đã gửi 20 triệu đồng để giúp đỡ nam nghệ sĩ gạo cội. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cũng đứng ra kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ thương tính thông qua các mạnh thường quân mà bà quen biết. Và hiện tại vợ của nghệ sĩ thương tính đã vào viện để chăm chồng. Chị kể nhiều năm qua, hai vợ chồng sống xa nhau vì hoàn cảnh khó khăn. Ông ở trọ ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, còn chị và con gái thì ở Phan Rang. Nhiều lần ông muốn đón vợ con vào thành phố để chăm sóc nhau Nhưng vì phòng trọ nhỏ khó lo đủ cho vợ con Nghệ sĩ Thương Tính sinh năm 1956 Ông là cái tên nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam vào thập niên 1980-1990 Tên tuổi của nam tài tử gắn liền với các bộ phim như Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Săn bắt cướp